15 triệu nữa là đúng đúng không anh? Ừ. Hồi nãy thì đi góp tiền cũng dư ra để mua những cái nội thất 1 triệu, 2 triệu. Phân trần đủ thứ chuyện. Thấy thương anh hợp quá. Anh bây giờ anh không nói là lờ luôn. Cười vậy chứ lòng buồn lắm. Ôm cái này. Trong nước qua ngoài nước. Chúc mà các nhà mạnh quân sức khỏe dồi dào. Áp lực từ việc xa gia đình nè, áp lực từ việc mọi thứ bùi hồ phải quay phải đưa lên mạng nè, áp lực từ cộng đồng nè, và áp lực từ nhiều phía khác nữa, nên là nữ thương lắm. Thà đổ máu không ghi lại, nhưng mà lên đây anh khóc ngậm ngùi, tự nhiên mình thấy mình muốn mũi lòng theo, thương lắm. Thôi cố gắng. Dạ bùi hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chiều ngày hôm nay thì gấp rút anh Hợp và anh Hùng cũng như là anh Lớn làm hết 200% công sức, công lực của mình để hoàn thành kịp tiến độ bàn giao ngôi nhà cho cô Chính cùng với lại 5 người cháu của mình. Hiện nay ngôi nhà đã hoàn thành 100%, chỉ thiếu cái phần nội thất nữa là xong. Bùi hồ cũng đã gọi mua nội thất lật đật từ sớm giờ, tí xíu nữa thì sẽ chuyển lại ha cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì cũng tranh thủ cho anh Hợp về, mình sẽ tổng hợp lại cái số tiền và của anh nhận cũng như là đã đưa cho anh bao nhiêu. Thì trước khi đưa cho anh cái phần bàn giao cái phần tiền còn lại đó, đưa cho anh phần tiền còn lại thì bùi hồ chia sẻ cô bác anh chị. Anh Đồng với lại Út Đồng Tháp phải đứng xa ra một tí. Ngôi nhà này thì chúng ta có thể thấy là tổng thể ngôi nhà là bề ngang là 4,5m, chiều dài là 12m anh Hợp ha. Cái phần tôn đằng trước chạy thẳng ra tới đằng sau là 17m hơn. 17m hơn. Vậy là đây là một trong những ngôi nhà mà rất lớn và các anh em cũng đã từng nhau các hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Và trước khi lên cái ngôi nhà đó cô bác anh chị, đây là một cái bậc thềm. Bậc thềm này cũng khá là rộng, cái cửa này là ngang nhiêu anh Hợp? 1m2. 1m2 nha cô bác anh chị. Ngang 1m2. Và thông tin với cô bác anh chị, đây là cái phần thềm này anh Hợp cũng đã dán gạch luôn. Sau khi làm xong thì lật đặt anh Hùng ở đây tráng cái phần này và anh Hợp tặng luôn cái phần gạch bông này nè cô bác anh chị. Đây là cái phần đáng lý là bình thường á thì mình chỉ tráng một cái lối đi cái thềm đi thôi chứ không có dán gạch như thế này. Anh bữa nay là anh nói thôi tặng luôn cho mấy cô cháu lên nhà cho nó đẹp và sạch sẽ. Màu sơn thì phải nói là rất ok. Còn đây là cô bác của anh chị. Đây. Cái cánh cửa này là một cái cánh cửa nhôm nha. Cánh cửa nhôm hai cánh. Cái cánh cửa nhôm hai cánh này rất là đẹp. Và ở trong này tí xíu nữa thì mình sẽ tháo cái phần này ra anh Hợp ha. Tháo phần này ra. Đây, mình gỡ phần này ra vậy là xong. Đẹp chưa? Tháo cái phần keo này ra. Tại hôm nay mấy anh gỡ cái cửa này ra để mấy anh làm cái khung á. Ở trên này đa số đà kết cấu bê tông rồi rất là chắc chắn nha cô bác anh chị. Bây giờ mời vô đây ha. Để này đây đi. Ở phần trước này cô bác anh chị cũng có một cái lam để lấy gió rồi lấy ánh sáng luôn ha. Và dán gạch toàn bộ cái ngôi nhà này luôn. Thì cái phần gạch này là gạch hình gạch ở trong này là gạch hình chữ nhật hết á. Thành thử là đây là loại gạch rất là đẹp. Mà loại gạch này Bùi Hồ với lại anh Hợp tự chọn luôn đó. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ. Ở ngoài trước có một cái cánh cửa sổ để lấy gió. Cửa sổ này là cửa nhôm luôn anh Hợp ha. Cửa nhôm luôn. Và cô bác quý anh chị thấy này ngang là 1m4 anh Hợp. 1m4, 1m2. Ngang 1m4, 1m2. Và ở trên này là bơi một màu xanh ngọc. Nhìn khá là đẹp ha. Khá là đẹp. Và cô bác quý anh chị thấy cái phần này nè. Cái phần này nè, cái gì? Cô á thì có cô Julie Hoàng ở Mỹ á, hỗ trợ phần nhà luôn á. Thì cô nói sợ sau này côn trùng nó bò vô thì anh Hùng cũng đã tô xong cái phần này. Nó rất là phẳng ở đây và dán gạch lên ở này 3 tấc ha. Dán xung quanh hết ngôi nhà luôn. Gạch ở dưới này là gạch 5 tấc nha cô bác anh chị. Gạch 5 tấc vuông anh Hùng ha. 5 tấc vuông. Dán nguyên phần gạch này cũng khá nhiều tiền luôn á. Đổ cái dĩ đồ đầy đủ hết. Ở trên này Bùi Hồ hôm trước là thay vì mình gắn một cái lan thôi, Bùi Hồ nói anh Hợp lật đật anh Hợp chạy đi mua cái cây bay làm cái phần lam gió này, một cái lam chỉ màu trắng nền màu xanh đẹp ha. Cái này cũng phần nói lại đó. Mời cô bác quý anh chị anh Hợp vô đây luôn anh Hợp ơi. Thưa với cô bác quý anh chị thì cái phần điện này á thì anh Hợp đi luôn đó cô bác quý anh chị, có nghĩa là phần điện ở trên này anh điện đi hết. Và điện thì của anh nó đi anh đi ở trong cái phần này nè, đi ở trong những cái lò xo như thế này á nhằm nó bảo vệ an toàn, nó không bị chạm với cái phần tôn này.
có thông tin với cô bác của anh chị. Còn vậy cái tiếp lô nè, nhiều cô chú nói là để hơi thấp, tại vì phía trên nó để trên kia thì nó cao, nó cao quá. Còn ở dưới thì không có cái ở đây thì nó cao quá. Đúng rồi, cái phần đó thì anh Vũ cũng đã về rồi nên giờ ổ điện một phần cũng hơi khó. Không, nó cao lắm, để ở dưới thấp nó cũng không sao á. Mấy bé cũng biết sử dụng, tại nhà ngôi nhà cũ á, điện cái bề điện để thấp mấy bé cũng biết sử dụng được, nó không sao. Cô chính chỉ cần dạy tí xíu thôi. Và tại vì ở đây nó cũng có một cái công tắc gọi là công tắc chống giật nè, cái CB chống giật nè, nên cũng an toàn lắm, nên cô bác anh chị yên tâm. Ở ngoài phòng khách này có hai cái bóng đèn ha, một cái bóng đèn ngay chỗ ngủ ở phòng khách, một cái bóng đèn ngay chính giữa phòng, nó bao đủ ánh sáng ngôi nhà này luôn. Ngoài hàng ba có một cái bóng đèn nữa cô bác anh chị. Đây, ở đây thì anh dán gạch lên 1,5 m ha. Dán gạch lên 1,5 m đi, ở trên là anh bê xong rồi anh sơn lên một màu xanh ngọc nhìn khá là sáng. Đó. Mỗi một phòng thì anh Hợp có hai cái quạt, có hai cái quạt ở hai phòng mà anh Hợp ha. Ở đây là dán cũng lên 1,5 m ha cô bác anh chị. Cũng làm những cái phần này xong hết rồi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Cái này thì ngày mai nó khô hồ lại thì nhìn nó sáng hơn. Đó, có đèn ngủ, có quạt đồ hết. Ngôi nhà này chiều dài 12 m nên là nữ cũng khá là thoáng. Một thẳng ra đến ngoài sau luôn á, thì mà cũng như được cô bác của anh chị góp ý thì Bùi Hồ cùng với anh Hợp đồn các anh em cũng thống nhất lại là quét hai cái cửa sổ, và đa số hai cái cửa sổ ở hai phòng, và đa số cửa sổ là cửa sổ nhôm hết ha cô bác của anh chị. Một cái cửa sổ phòng khách với cửa sổ, tổng cộng ngôi nhà này 4 cửa sổ. Đây, cái phần này là phần alu giả đá nhìn rất là đẹp, nó phù hợp với màu gạch cũng như là màu la phong bên trên luôn. Rồi phần điện cũng như vậy, mỗi một cái phòng cũng có bóng đèn và hai phòng có hai cây quạt. Ở trên này là có cũng có phòng ngay chỗ gian bếp này cũng có một cái bóng đèn đây. Thì bếp ga thì Bùi Hồ cũng đã nhận rồi nè. Cũng có chỗ này mai mốt mình có một cái kệ gì đó để nấu cơm này kia. Và anh Hợp làm luôn phần này cho cô Chính nè. Đó, cái phần này anh cũng đã đổ hồ dầu đồ lên cho nó láng láng tí xíu á. Chỗ này thì mai mốt để rửa chén rồi luôn. Lưu cô có thể bắt ngay tại chỗ đó. Nhà thì cũng còn sờ bằng thì cô sau này sàn nước đó cô muốn có làm thêm cái gì đó cô làm anh Hợp ha. Ừ. Coi như là hoàn thiện 100%. Ngôi nhà này thì mọi người nói rất là đẹp. Tại ngôi nhà cũng nhà vệ sinh thì nói ra nó cũng anh Vũ cũng dừng mấy cái phần toan nó hết, nên là nữ nó không có bị kiểu là không có bị mưa nó tạt vô á. Thôi bây giờ mình qua trước đi ha anh Hợp ha. Mình đứng chỗ này đi cho đẹp ha anh ha. Đứng chỗ này đi. Ở ngoài này quay vô sáng hơn nè. Đúng không? Thưa với cô bác quý anh chị, tổng công trình của nhà này á, cất thì gồm có cả phần tôn sắt, phần xây dựng, phần la phong. Thì tổng cộng là tôn với sắt là 119 triệu. Phần la phong là 8 triệu thì Bùi Hồ cũng đã đưa riêng cho anh Hải rồi. Anh Hợp thì Bùi Hồ cũng đã chuyển cho hai lần, đúng không? Là 100 triệu. Và một lần sáng nay Bùi Hồ đưa cho anh là 4 triệu nữa. Vậy là 104 triệu. Thì còn lại là theo như hợp đồng thì còn lại là 15 triệu nữa. Thì tổng cộng ngôi nhà này luôn kể cả phần tôn sắt la phong là 127 triệu. Đó là một số tiền khá lớn ha. Thì bây giờ thì anh cũng tranh thủ về nên nãy giờ thì cũng sơ sơ cho cô bác anh chị biết như vậy. Còn cái phần mà số tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ nè, những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ủng hộ bao nhiêu, mua vật dụng bao nhiêu á, thì Bùi Hồ sẽ công bố vào clip ngày mai ha. Mình em sẽ trao cho anh lại 15 triệu nữa là đúng đúng không anh? Hồi nãy thì đi góp tiền cũng dư ra để mua những cái nội thất là 1 triệu, 2 triệu, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 triệu ha. Anh đếm lại giùm em. Rồi đủ. Đủ ha. Dạ. Thưa với cô bác quý anh chị, chắc có lẽ là nhiều cô bác quý anh chị không hiểu á, thì sẽ nói như thế này. Với số tiền 120 mấy triệu á, thì đủ để xây một cái căn nhà tường. Chắc chắn là như vậy. Sẽ có nhiều người không hiểu về bê tông và kết cấu thì nói như vậy được. Và anh Hợp trước khi mà xây ngôi nhà này, anh Hợp cũng đã có tham khảo qua, anh Hợp nói mà có những cái ngôi nhà thì nói thẳng luôn là anh Hợp xây khoảng chừng 100 triệu là cũng được, hai phòng cũng được. Nhưng mà lương tâm nghề nghiệp của anh hai mấy năm không cho phép làm chuyện đó. Anh làm rất là chắc chắn, đổ đà, đổ kiền, đồ đô đó phải đầy đủ, gâu nói với phần tôn rõ ràng. Những cái phần này là đổ đà hết trơn, cũng như ở những lý trước Bùi Hồ có quay.
thương các anh lắm. Thời gian qua thì các anh xây nhà những người khác chỉ chịu một cái chủ nhà nói thôi, một góp ý thôi, rồi cùng với anh bàn luận để thống nhất cho ngôi nhà đẹp. Hôm nay thì Bùi Hồ đưa các anh lên mạng chịu áp lực nhiều lắm, phải nói áp lực rất nhiều. Áp lực từ việc xa gia đình nè, áp lực từ việc mọi thứ Bùi Hồ phải quay phải đưa lên mạng nè, áp lực từ cộng đồng nè, và áp lực từ nhiều phía khác nữa. Nên là nữ thương lắm, nhưng mà anh cũng cố gắng. Anh cũng nói là thậm chí là vợ của anh nói là làm cái cực quá xa nhà nữa, không có lời nhiều mà phải đi ấy. Thành nữ là tự nhiên nói bây giờ Bùi Hồ phải nói thương nghiệp cho ai làm cũng phải lấy công ăn lương chứ, làm cũng phải đủ nuôi sống gia đình của mình mới làm, đúng không? Làm cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đồng tiền. Tuy nhiên góp ý của cô bác với anh chị á, mình không biết thì mình đừng nói, thật sự là như vậy. Và thậm chí Bùi Hồ nói câu này là câu mà tận đáy lòng của những ngày qua mà sống với các anh em á, với Bùi Hồ á. Thậm chí là có nhiều bình luận nó nghiệt ngã như thế này: mấy anh này làm mấy ngôi nhà này chắc vô mánh này, chắc mập, chắc ú lắm này. Bùi Hồ nói câu thẳng như thế này: nếu như mà các anh mà muốn xây dựng nè, muốn ăn là đủ thứ kiểu, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà lương tâm của anh không cho phép mấy chuyện đó. Ai mà đưa lên mạng để mà ăn mấy chuyện này, đúng đúng anh không? Đúng, đúng không? Chỉ có cái người chân thật mới lên mạng như thế này. Đúng rồi, không có ai mà tự động mà muốn ăn một phần nào gì là một chút xíu nào đó mà đưa lên mạng như thế này để bị dèm pha, bị chỉ trích. Ngôi nhà chắc hay không, bền hay không là kết cấu bê tông, còn cái màu sơn này chỉ là bên ngoài thôi, chắc chắn là như vậy. Bây giờ anh Hợp có thể xây được ngôi nhà 100 triệu, sơn lộng lẫy như vậy luôn, các tường y chang vậy luôn, nhưng mà 3 năm sau cô chính nhà hư. Bùi Hồ bàn giao xong á, được đó, đẹp đàng hoàng luôn á, phải nói là làm y chang vậy luôn, xây tường hết luôn. 3 năm sau nhà tự động tường này xé ra, lúc đó ai quay, đúng không? Thật ra thì các anh làm không phải là các anh để lên đây để các anh lấy tiếng, mà các anh vì thương Bùi Hồ, thương những hoàn cảnh khó khăn, mà có sự kết nối Quý Mạnh Thường Quân, mà các anh lên đây coi như là chịu trận ở trên đây, bàn tới bàn lui. Nói một lần này nữa, không nói nữa, tại vì nói nhầm khi có những cái bình luận bức xúc á, mình không có nhiều cô như bà Mã Xuyến ở Mỹ hay các cô chú nói con lên đây con làm thì rất là nhiều người chỉ trích, thậm chí là lên đây làm nói thôi con dạ con cảm ơn đi, không lẽ lên đó chửi lộn ngược lại đi, trừ rồi ai sẽ là người làm ngôi nhà này? Thật, cô bác của anh chị cứ cầm tiền đi xây ngôi nhà đi, cho 100 triệu các anh ảnh xây y chang vậy, theo lời cô bác của anh chị luôn á. Những cô bác của anh chị, những người bình luận, mình đến đây không phải phân bua để mà làm cái chuyện này cho mọi người thấy là thôi, mà cho những người vô nhà ở họ cảm thấy họ yên tâm. Vì đâu đó gần cô chính cũng đã sống ngần ấy năm ở trong ngôi nhà một nát, bây giờ có ngôi nhà này đẹp như thế này bàn giao xong, 3 năm sau sức xé tường rồi ai chịu, phải là cô chính chịu không? Rồi anh Hợp anh nói cái tiếng đó nó mới quan trọng hơn là cái tiếng thời điểm bây giờ, đúng không anh Hợp? Dạ. Rồi giờ tự nhiên cái muốn khóc quá. Không gì đâu hả? Không có gì. Anh nói chung là mình hiểu là gì nè, bà Xuyến cũng nói là bảo đảm với Bùi Hồ là các anh thợ làm đôi khi lỗ tiền công mà cái đó ai chịu. Anh không bao giờ anh nói lên đây anh than ra, chắc chắn là như vậy, không bao giờ than ra. Nhưng mà có những người cô bác anh chị xem tư xuyên suốt từ đầu đến cuối á, thì sẽ hiểu cái việc làm của các anh như thế nào. Nói xây ngôi nhà vậy mà hơn 100 triệu, thật ra cho mấy anh còn không, cô bà bác của anh chị Mạnh Đường Quân á tặng mấy anh là mấy anh vui lắm. Nhưng mà các anh nói thà nhận cái đó vui hơn là làm cái công trình mà theo cái kiểu ảo, chắc chắn là như vậy, đúng không? Nên thành nở một lần nữa để cho các anh có động lực để giúp đỡ những hoàn cảnh khác. Bùi Hồ nói thêm câu này là nói tặng đáy lòng mà. Ví dụ Bùi Hồ trước đây có một cái trường hợp ở Châu Thành, các anh thợ đó lúc đầu nhận ngon lắm, cái nền là 40 triệu gì đó, sau đó xây cái nền cái chà cái chân của mình á, cát nó còn nổi lên luôn, xi măng nó non chút xíu ai biết, đúng không? Xi măng nó chỉ cần non 5-7 bao, cát vô không đủ thì ăn xi măng nó rồi sao? Khi mà mình đi xa phải có một người thợ đồng hành với mình và hiểu mình, đặt bằng cái tâm xây cho đó. Nói nhiều nó cũng vậy, ngày mai này sẽ nói chuyện vui, ngày hôm nay nói để cho anh Hợp yên tâm. Có chuyện gì cứ nói với em chịu trách nhiệm nha. Nói có gì nói Bùi Hồ với tôi sai gì cứ đổi thường Bùi Hồ á. Mà tại vì biết sao Bùi Hồ dám khẳng định câu đó không?
các anh làm rất là có tâm. Đúng rồi. Công trình cùng như vậy có thể là lãnh mắc hơn một tí xíu, lợi ích một tí xíu, nhưng mà ngôi nhà nó chắc chắn kiên cố. Anh ngôi nhà này nếu như ở bình thường như thế này là khoảng mấy chục năm. Nhà này ở 40 năm bình thường không? 40 năm bình thường không xé toan nha cô bác anh chị. Đà kiền đâu đó đổ dĩ đồ này mà dĩ là chân có nữa. Đặt đầu cửa có là trên có nữa. Có buồn thôi, cố gắng gạt qua coi như là gió thoảng mây bay. Những người họ nói thì họ không bao giờ giúp, còn cô bác của anh chị giúp thì họ không bao giờ nói. Con nói là góp ý giống như cô Julie Hoàng, con phải xây làm sao lên cho nó tí xíu cho người vô ở không bị côn trùng vô gắn gớt bò vô đó. Nói chỉ cần góp ý nhẹ như vậy thôi thì hiểu. Còn những người mà họ nói bảo đảm không giúp một lần, không giúp một được một đồng nào, thậm chí là người ta còn có những cái khác nữa. Nên vậy nào, cố gắng đồng hành với em. Sắp sửa thời gian tới về An Giang, chịu không? Chịu không? Chịu không? Chịu em ạ. Hứa hứa không? Thôi vui nghe. Ảnh bây giờ ảnh về là ảnh còn có hai cái ngôi nhà. Tự nhiên mỗi lòng muốn khóc luôn. Những người mà không quen với áp lực xã hội á, chẳng hạn như Út Đồng Tháp nè, có đêm nó lên mạng nói qua nói lại, nguyên đêm không ngủ, qua ngày sau thức dậy nhức đầu quá. Nó nói chi bỏ hết đi. Nói cái nó bây giờ ai chửi mắng thì mình giả đi. Tự nhiên thật sự muốn khóc thật sự. Muốn khóc thật sự vì áp lực của các anh chịu nó quá nhiều. Đưa lên đây phân trần đủ thứ chuyện. Thấy thương anh hợp quá. Anh bây giờ anh không nói là lờ luôn. Cười vậy chứ lòng buồn lắm. Ôm cái này. Sao? Sao? Ông mình cũng cũng khóc, anh khóc. Cảm ơn các nhà hảo tâm mạnh quân trong nước ngoài nước đã giúp cho mà bà cháu của cô Chính được cái nhà khang trang. Dạ, cũng anh em bên hồ bên sắt cũng có công ăn việc làm. Dạ, cũng cảm ơn rất nhiều trong nước ngoài nước. Chúc mà các nhà mạnh quân sức khỏe dồi dào. Người ta nói thà đổ máu không ghi lại, nhưng mà lên đây anh khóc ngậm ngùi, tự nhiên mình thấy mình muốn mũi lòng theo, thương lắm. Thôi cố gắng. Thôi thì về trước sức khỏe cho về nhà ăn dừa sáp cho vui. Bữa nay chị cũng đợi cái mùi dừa sáp, thấy lên mạng ăn thấy vui lắm. Nói với chị Phương cũng như nói với vợ anh Hùng và cũng như cho gửi lời với vợ anh Vũ rồi luôn. Cố gắng đồng hành. Thôi thì ai nói gì cứ đổ qua cho em hết đi. Em chưa nhận. Còn mọi thứ chỉ là về em pha, chỉ là lời nói. Có những cái bình luận em nói em để lại cái số điện thoại, có số Zalo trên đó luôn, mà không bao giờ dám điện lại. Như em thì đối với anh em biết mà, vàng thật không bao giờ sợ lửa. Một cái công trình cùng diện tích cùng như vậy thì nó có nhiều cách để mà mình nói lắm. Xây dựng mà đâu có nói được. Chẳng hạn như vừa Hồ nói cùng hai miếng thịt heo thôi. Một miếng thịt heo mà nó có xuất khẩu sang nước ngoài mà cao cấp thì nó khác, một miếng thịt heo bình thường khác, cùng là một miếng thịt heo nó vẫn khác rồi. Một miếng ăn nhỏ thôi nó vẫn khác rồi. Đó, nên nành nữ là đừng có bao giờ mà làm cho những người cô bác mà quên các bạn ha, mà bình luận mà các anh mà có đổi ý các anh không đi giúp đỡ cùng với Bùi Hồ để mà cắt cho những hoàn cảnh khó khăn, các bạn mang nghiệp nhiều lắm, chắc chắn là như vậy. Bây giờ đổi thừa lại luôn nè. Nếu như mà nói mà để cho anh đau lòng đúng không, anh nói thôi ở nhà làm có nhiêu không chịu lên mạng nữa, các anh không cắt với Bùi Hồ đi kiếm ông nợ khác, cắt thời gian xấu vô nhà ở 3 năm sụp rồi là các bạn bị tội đó nha. Cái này là nhân nghiệp quả. Là khổ nghiệp đó nha. Đó. Một lần nữa thì thôi, chắc có lẽ là nói nhiều thì giải thích nhiều thì nó cô bác anh chị những người hiểu thì đã hiểu rồi, còn những người cố tình không hiểu muốn đâm chọc vô những cái chuyện khác thì mình không nói được, tại những mấy người đó coi như là họ vô nhận thức nên không nói nữa. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là thời gian cũng chiều rồi. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã xem video clip đến thời điểm tôi nói vậy, chứ đừng nói tôi hồi nãy là có tiền Hùng với bà Mã Xuyến cho mấy trăm ngàn là tiền của tôi, không phải là tôi tự nhiên là lấy tiền quảng cáo từ YouTube chứ không phải tiền ở đâu có đâu nha Hùng, tại vì thương mấy anh, đừng nói tôi nãy làm YouTube thiện nguyện sợ giàu quá đó. Nên là nữ là bây giờ thì chắc có lẽ là cho anh xin phép về Đồng Tháp hơn 100 cây nữa. Anh chở bếp ga cũng lại rồi nè, cô bác anh chị cũng đã gấp xong luôn rồi. Nãy giờ Bùi Hồ ở trên với mấy anh em ở trên nhà của cô Út á, mình dặn cho anh gấp xong. Đây là một cái mối quen đây thì... mới hết dạ, dây mới này tự động luôn đúng không? Dạ tự động luôn. Đây em thử luôn nè. À thử ra lửa giùm em á. Bùi Hồ cũng có mua một cái bàn đó, chỉ sao dạ.
Dạ lửa xanh ha. Rồi ok à. Cái này là 500. Dạ đúng rồi. Cái này là 500, cái này là 800 nữa là 1.3 triệu. Đúng rồi. À, nhìn bếp ga nhìn cũng dễ thương ha. Bây giờ cô chính á, biết sử dụng chưa để tí xíu nữa mình hướng dẫn sao, tại còn mùng mền đồ nữa đó. Thì anh bây giờ là mình gửi tiền qua cho anh. Bếp ga 500. Dạ, dây rồi bình ga dây quan 800 nữa là 1.3 triệu. Dạ. Ở đây mình thích làm việc ở đây nhanh gọn lẹ nè. Rồi em gửi cho anh ha. 1 triệu. Dạ không có tiền nhỏ anh, có tiền 300.000 đúng không? Dạ. Đây đi. 250. Dạ. 300. Rồi chưa 3 đủ. Rồi xong ha. Dạ. Là cái đây là cái phần quà của chú Kevin Trần đó, hỗ trợ cho gia đình những cái nội thất ở trong nhà. Mình gửi cho anh 1.3 triệu. Tí xíu nữa thì nệm hai cái tấm nệm nữa rồi mùng mền gói đồ đầy đủ hết rồi. Coi như là xong. Có nệm gấp gòn là hai cái bên kia. Là cái 400 là 2 cái là 800. Gói nằm là 6 cái 65.000 là 390.000. 5 cái 6 cái đúng không? Đúng. Gói ôm là 2 cái 50.000. Đúng không? Đúng. Là 100.000. Ga niệm là 2 cái 60.000. Có ga niệm chưa? Đây nè. Rồi. Rồi mông. Mông là 2 cái là 120.000 có luôn. Mền là 3 cái 70.000 là 210.000. 3 cái đúng luôn rồi. Rồi bàn inox là 500.000. Bàn inox đây. Tổng cộng là 2.300.000 đồng. Giảm 360.000 đồng. Giảm 60.000 đồng còn 2.3 triệu. Thì đây là phần quà gồm có những cái nội thất này và cái phần bếp ga là của chú Kevin Trần ở Mỹ để hỗ trợ cho hoàn cảnh của cô Chính. Đây anh ơi, nhận tiền. Em tưởng đâu anh bớt 2.3 triệu còn lại 60 chứ. Đây em gửi. Đây này các nhà tình thương á. Rồi rồi. Các nhà giờ ngon lành rồi. Đẹp không? Đẹp. Nói thật lòng nha. Thật. Ở trên mạng tôi đang xem á. Ngon lành, ngon lành. Thấy chắc chắn màu cũng đẹp nữa. Màu đẹp không? Đẹp đẹp, có màu xanh dễ thương quá. Mắt dạ. Mẻ. Ai cũng nói đẹp anh. Ừ, đẹp đẹp. Nhưng mà đẹp một chuyện là chắc chắn là chuyện khác nữa nha. Chắc chắn mà. Nhà này thì xây là phải nói chắc chắn lắm. Ở 20 năm trở lên chứ sao dưới, chắc mà kém sẽ chắc lắm có gì đâu. Ừ. Tôn là phải nói là tôn dày không á. Ừ. Mà sao cái nền tao cũng chắc chắn nữa là gạch. Nền này mấy anh xây từ gạch 20 rồi đổ đà dưới hết á. Rồi là lót vậy. Mặt trước này cũng đẹp thật sự nữa nè. Dạ. Đó. Rồi anh cảm ơn nha. Dạ cảm ơn anh. Cho em bắt tay anh cái. Rồi. Hết Covid rồi bắt tay không sao. Rồi bây giờ thì có điều phân vân như thế này nè. Bây giờ cái này là để cái bếp ga lên. Bây giờ anh đem vô để ra. Không, bây giờ cô để cho cô tự sắp ha. Được. Mình cứ để đây để cho cô tự sắp, ngày mai em còn ở đây em phải bàn giao nữa. Ừ. Rồi, nệm thì có thể là ngủ. Hồi nãy nó bụi hồ dự định là tính cái hai cái giường á. Ừ. Thì ngủ để nệm ở trên giường. Mà nói thật luôn ha, để nệm tại dưới gạch ngủ ngon hơn. Xong ship lại đúng không Út Đồng Thất? Ừ, đúng rồi. Sao anh Đồng? Bây giờ là hôm nay cũng chiều rồi. À, hai cái chổng đó để từ từ, để từ từ đi. Bây giờ trước tiên là để niệm cho đêm nay cho các bà cháu vô bên trong phòng ngủ đi. Ừ. Vậy đi. À, một lần nữa thì nãy giờ nói phân bua cũng hơi nhiều, mệt luôn á. Anh Đồng nói nãy đó có thấy em khóc không? Ừ. Anh thật khóc thiệt. Khóc á? Khóc. Anh muốn rưng nước mắt theo nè, tại vì nói không nên lời. Áp lực căng nặng quá. Nhưng mà không biết sao kể cả một thùng gạch như thế này mà anh còn mua để dán, chứ thường ra là cái đường lên xuống này chỉ xài xi măng thôi. Ừ. Tráng xi măng thôi. Mà anh phải mua luôn cái thùng gạch men như thế này. Chắc chắn là cái căn nhà này mình không nói lời lỗ, nhưng mà nỗi đau lắm. Đúng rồi. Nỗi đau đó của mấy anh thợ. Đó, ăn rồi xuống đây nào phải tiền ăn nè, các anh phải tự trả nè. Ừ. Tiền ở trọ nè, tự trả nè. Tiền xăng đi về tự tính nè. Đó, rồi đó ai chịu. Đấy, nhưng mà lúc đó là các anh tính mấy cái chi. Nó bùi hồi có nói là các anh cứ những cái chi phí đó đó. Thì các anh cứ, ví dụ như một triệu hay danh kính để thợ đi xuống đây đồng hành. Vì giờ biết sao không cô bác của anh chị? Mướn thợ khác thì nhầm khi là không phải là không tin. Nhưng mà thợ lạ đối với mình không biết sao. Mà thợ tin tưởng thì nó quan trọng lắm. Nhằm khi mấy ông thợ khác ổng có thể nhận mình, ổng làm những cái chuyện mình không biết được. Chắc chắn là như vậy. Nhưng đúng mà rồi. Đây là thợ đã
đồng hành với mình rất là lâu rồi, thành thử là thương mấy ảnh lắm. Mấy anh em phải nói, mình phải nói là Bùi Hồ đi cũng nhiều, gặp cũng nhiều hoàn cảnh và gặp cũng nhiều người, tiếp xúc với nhiều người, thành thử là ở chung, ăn chung, làm chung, biết sao hết á. Mấy anh rất thật. Nên cô bác quý anh chị xem qua màn hình có những cái cô bác quý anh chị sẽ không hiểu hết những cái nỗi lòng của các anh em đâu, chắc chắn là như vậy. Thôi cũng đã chiều rồi, hồi sớm giờ là nhiều chuyện hơn hai mấy phút rồi đó, ổng có không có xem được á, thấy kênh ổng kỳ, cô bác quý anh chị bỏ qua quỹ đăng ký định soi xem nữa. Còn nếu như mà có thương đó thì cho một lượt like, một lượt đăng ký để theo dõi những hành trình tiếp theo của các anh em. Xây xong ngôi nhà này, cái anh em cũng đi kiếm hoàn cảnh khác rồi. Xây cho cô chú ở, ai cũng xa nhà. Mấy anh em đi gần YouTube thì cũng đi gần cả tháng, mấy anh em đi gần cả nửa tháng rồi. Gác mọi công việc để mà đi đến đây để đồng hành, mang niềm vui đến cho cô thôi. Nhưng mà mang niềm vui đến cho cô là cho cả gia đình năm người, nhưng mà các bạn đôi khi bình luận ác ý là làm đau lòng cho cả mười mấy người, còn vợ con nó ngoài sao nữa, dằn dặt vợ con nó làm sao nghĩ rồi nói sao giờ. Thôi một lần nữa không có than thở gì đây nữa, than thở cái cũng bị nói nữa giờ. Thôi thì bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở video clip sau. Xin chúc tất cả các cô chú anh chị sức khỏe, an lạc, dồi dào, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, vạn sự như ý, làm ăn cát tường, càng ngày càng thành công, và đặc biệt là sức khỏe dồi dào.